thứ Tư 18 tháng 11 năm 2020, Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống, chương 9. Thứ Tư 18 tháng 11 năm 2020, Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống, chương 9, tiết nhịp bồi dưỡng. Thưa anh chị em, chúng tôi đang gửi đến anh chị em cuốn sách gọi là Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. Bắt đầu từ ngày thứ Hai mùng 9 tháng 11 là chương 1 Thánh lễ và cuộc sống. Và chúng ta đã nói với nhau là trong Thánh lễ chúng ta có những tiết nhịp. Thứ nhất là tiết nhịp triệu tập. Thứ hai là tiết nhịp kể chuyện. Thứ ba là tiết nhịp ngôn sứ. Thứ bốn là tiết nhịp bồi dưỡng. Và thứ năm là tiết nhịp sai đi. Chúng ta đã chia sẻ với nhau trong chương 3 là tiết nhịp triệu tập, chương 5 tiết nhịp chuyện kể, chương 7 tiết nhịp ngôn sứ, và hôm nay chương 9 tiết nhịp bồi dưỡng. Xin chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của việc hiệp lễ. Trước ta vẫn gọi là rước lễ đấy ạ. Nghi thức hiệp lễ đưa phụng vụ thánh thể đến hồi kết thúc. Về việc hiệp lễ, chúng ta đã tiến một bước dài trong những năm qua. Cách đây hơn 100 năm, Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đã phải có phép đặc biệt của cha giải tội mới có thể được rước lễ hàng ngày. Trong khi đó, các nữ tu khác trong dòng cát minh của Teresa phải tự bằng lòng với việc rước lễ mỗi tháng hoặc mỗi tuần một lần. Đã có sự nhấn mạnh quá đáng trên tình trạng bất xứng của cá nhân, con không đáng để được rước Chúa, đến nỗi việc hiệp lễ là một biến cố hiếm hoi trong cuộc sống của con người. Mặc dù Đức Giáo Hoàng Pius thứ 10 đã thành công trong cố gắng làm cho việc rước lễ thường xuyên một lần nữa trở thành một thực tại trong hội thánh, tuy nhiên lúc đầu việc này giữ một vai trò độc lập tách khỏi phụng vụ. Các tâm hồn đạo đức đã cố đến nhà thờ để kịp rước lễ trong thánh lễ trước và ở lại thánh lễ sau đó để cảm tạ quà tặng này của Thiên Chúa. Cho nên dường như là việc rước lễ tách biệt khỏi phụng vụ. Cũng vì lý do đó mà thỉnh thoảng người ta cho rước lễ trước khi dâng thánh lễ nữa. Hoặc là trong các nhà thờ lớn, vì đông người cho rước lễ quá, thì các linh mục tiến lên bàn thờ ngay sau lúc truyền phép để bắt đầu cho giáo dân rước lễ. Trong khi đó, chủ tế vẫn tiếp tục dâng thánh lễ trên bàn thờ. Rồi các cha khác thì vẫn bắt đầu cho người dân rước lễ ngay từ sau khi mà linh mục đọc lời truyền phép. Rồi với việc chay tịnh thánh thể, thời đó là phải giữ chay từ nửa đêm mới được rước Chúa. Còn bây giờ thì thưa anh chị em, chúng ta giữ chay một giờ thôi trước khi rước lễ, trừ ra nước lã ta có thể uống được.
Còn bất cứ cái gì ăn uống gì khác thì 1 giờ tính đến lúc rước lễ. Tại vì có những thánh lễ nó dài, rước sách rồi bài diễn văn này diễn văn khác, không có tính đến lúc nhập lễ, nhưng mà 1 giờ đến lúc rước lễ. Một số anh chị em khác thì bảo thế ra cha con thấy người này họ ăn trước khi lễ rồi sau họ lên họ rước lễ. Thứ nhất là mình đừng có đi xăm soi người khác. Mỗi người có trách nhiệm của họ trước mặt Chúa. Mình không lo việc bổn phận cá nhân của mình có xứng đáng hay không, mà cứ nhìn coi người khác có xứng đáng rước lễ hay không. Tại vì có thể là họ có những người mình được phép là những người bệnh thì không phải kiêng. Tại vì có những người mà nếu mà 1 giờ không ăn uống gì thì họ bị xỉu thì sao? Giáo hội đâu có cứng ngắc như thế. Họ cần phải uống thuốc thì cứ việc uống thuốc. Họ phải ăn một chút gì, uống sữa tí để họ có sức mà tham dự hết thánh lễ. Lý do sức khỏe đâu có sao đâu. Hay là có những người còn thắc mắc là: thưa cha, con ca đoàn con hát mà con bị khan tiếng, vậy con có được ngậm kẹo ho không? Thì cứ ngậm kẹo ho để mà hát lễ tốt chứ có sao đâu. Mình cứng ngắc quá, mình không được buông tuồng, không được tự do. Có những người thì lại mới nhậu hơi sặc sụa mùi bia mùi rượu, còn chưa tỉnh táo lên mình thánh Chúa Kitô, thương chém nó lại không có được rồi. Thấy không ạ? Không được rồi. Cho nên nếu mà cứ giữ cứng ngắc quá như hồi đó thì chỉ chừng 10 người trong một cộng đoàn cả 100 người mới được lên rước lễ mà thôi. Công đồng Vatican thứ hai đã giúp chúng ta thấy một lần nữa việc hiệp lễ là thành phần cấu tạo của phụng vụ thánh thể, chứ không phải tách rời khỏi phụng vụ thánh thể. Bánh và rượu sau khi truyền phép, chúng ta dâng lên Chúa bánh và rượu, và bánh và rượu sau khi truyền phép thì được ban lại cho chúng ta như là một quà tặng của Thiên Chúa. Cho nên thói quen chỉ truyền phép số bánh cần cho mỗi buổi cử hành thánh thể. Và việc rước lễ dưới hai hình, tức là bánh và rượu rước lễ dưới hai hình, cũng giúp cho mối nối kết việc hiệp lễ với phụng vụ thánh thể như là một động tác thờ phượng. Chứ không có ngày xưa cứ truyền mình thánh, truyền bánh lễ đó, truyền phép thật nhiều, xong rồi bỏ vào trong nhà tạm, có khi cả mấy bình trong đó. Rồi đến khi dâng thánh lễ thì mở ra lấy ở trong nhà tạm ra để cho người ta rước Chúa. Cái điều đó không có đúng lắm. Thường là chúng ta dâng chính bánh và rượu mình trong thánh lễ này, ta dâng lên và truyền phép đủ để cho người rước lễ. Dĩ nhiên là mình phải để dành một ít để trong nhà tạm, vì mình đâu biết số lượng người nhiều ít bao nhiêu, một cái sự tương đối thôi. Nhưng mà đừng có tất cả đều là để sẵn hết trong nhà tạm, cứ truyền thật nhiều để sẵn trong đó nhưng như là kho dự trữ lấy ra, thì nó không có sự nối kết trong thánh lễ được. Cho nên hiện nay đa số giáo dân tham dự thánh lễ đều rước lễ, và việc sử dụng các thừa tác viên thánh thể cũng giảm bớt tính quá siêu thánh của việc hiệp lễ. Ngày xưa chỉ có linh mục hoặc phó tế được cho rước Chúa mà thôi. Tôi nhớ hồi đó tôi giúp lễ cho cha già cố, ngày già là 70 mà hồi đó chưa cho thừa tác viên ngoại lệ cho rước Chúa, có một mình cha cố thôi, không có cha phó. Mà xứ đó thì 7-8 ngàn giáo dân, cho nên đi tham dự thánh lễ một lần rước lễ là khổ lâu lắm, vì chỉ có một mình cha sở linh mục thôi, không có cha phó, không cha nào cả, không có phó tế. Nên sau này thì cho những thừa tác viên ngoại lệ là tu sĩ, chúng sinh, rồi người nam, người nữ, giáo dân được quyền cho ban mình thánh, gọi là thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ. Tuy nhiên, thưa anh chị em, về việc hiệp lễ chúng ta vẫn chưa đạt đến thực tại cánh chung. Hiệp lễ vẫn tiếp tục bị hiểu sai, vẫn bị tách rời khỏi các phần phụng vụ và thường bị giới hạn trong một lòng sùng kính bình dân và cá nhân. Thực chất của vấn đề có lẽ là do nhiều người vẫn còn coi cốt lõi của việc hiệp lễ
là một thực tại giữa Chúa Giêsu và tôi mà thôi. Sau khi nhận quà tặng Thánh Thể rồi, chúng ta đóng cửa lòng mình lại, còn với Chúa chơi với nhau, tách biệt khỏi cộng đoàn, để mình đắm chìm trong đối thoại âm thầm riêng tư với Đức Kitô, làm như đây là những giây phút riêng tư lòng bên lòng với Chúa Giêsu. Dù có hay không sự hiện diện của 2 hoặc 3 ngàn người khác chung quanh, tôi thì cũng không có gì khác cả. Mà mình quên rằng là khi mình đáp tiếng Amen, thì tiếng Amen đó mình xác tín, mình tuyên xưng rằng đây là tôi tin thật là mình thánh Chúa. Một, thứ hai, tôi tin là khi tôi rước mình thánh Chúa thì tôi được nên một với Chúa. Hai, thứ ba là khi tôi nói tiếng Amen thì cũng xác tín rằng khi tôi nên một với Chúa thì tôi cũng nên một với anh em của tôi, vì họ cũng rước mình thánh Chúa như tôi. Tiếng Amen khi mình đáp lời Amen mình thánh Chúa Kitô, mình đáp Amen và phải đáp Amen, phải nhìn lên mình thánh Chúa và nói Amen. Và thời tác viên trong mình thánh Chúa cũng phải cầm mình thánh Chúa giơ lên, nhìn thẳng vào mặt người đó và nói: này Joseph, này Maria, này Hùng, này Long, này Minh Mẫn, vân vân, mình thánh Chúa Kitô nè, con có tin không? Tin thì rước, không tin thì thôi. Dạ con tin. Và con tin là khi con rước mình thánh Chúa như vậy thì con được nên một với Chúa, con có tin không? Dạ con tin. Amen. Và con tin rằng con, thằng Hùng, con Lan, con Thảo, con Mai, con Cúc gì đó, nó cũng rước mình thánh Chúa như con. Con với chúng nó có nên một với nhau hay không? Có hiệp nhất với nhau hay không? Dạ thưa có. Amen. Con tin. Đó, rước đi. Anh chị em thấy không? Lời Amen đó có ý nghĩa như vậy. Và việc rước lễ như vậy thì thừa tác viên trao mình thánh Chúa cũng phải nâng mình thánh Chúa lên một cách trân trọng và nhìn thẳng vào mặt người đó và nói: mình thánh Chúa Kitô. Người kia giơ tay lên thì Amen, cầm đón nhận lấy và rước lấy. Có nhiều thừa tác viên trao mình thánh Chúa như là một cái máy: mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô, đưa luôn mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô. Và người đáp thưa Amen hay không thưa Amen không cần biết. Cho nên một giáo sứ cứ phải chọn những cụ già, bảo là cụ già đáng kính ở trong mình thánh Chúa, nhưng mà nhiều khi tay nó run rồi, người nó cũng lẩm cẩm rồi, nó thiếu sự trang trọng trong đó, thiếu sự ý thức giữa người trao mình thánh Chúa và người nhận mình thánh Chúa. Hay là đông quá, mệt quá thì mình trao, muốn trao cho anh mình cho Kitô, mình cho Kitô, mình cho Kitô, cầm xỉa, người nhận cứ vội vàng nhận chạy xuống. Nếu kẻ trao và người nhận chẳng ai ý thức rằng là mình đang làm một công việc là tuyên xưng đức tin cho mình và với cả cộng đoàn. Cho nên khi mình rước lên mình thánh Chúa về rồi đó thì là mình thấy rằng chúng tôi đang được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúng tôi, bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót, tất cả chúng tôi cũng đang được dìm mình bơi lội ở trong. Sao phải không? Trong một cái bể bơi, mọi người đang bơi lội. Sao anh Tư? Sao anh chị Sáu, chị Bảy khỏe không? Vui quá. Sao tháng này tuần rồi có gì không? Vân vân. Đó, nó phải tính cách nó như thế. Chứ phải chỉ có cá nhân tôi với Chúa. Lòng bên lòng. Chúa bảo, còn đứa bên cạnh mày đâu? Còn không có biết. Đứa sau lưng mày đâu? Cậy nó. Nhưng trước mặt mình, còn không biết. Giê-xu-ma-ri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 -xu
Còn đứa bên trái bên phải nó đang xỉu kìa, nó xỉu kệ bà nó. Có đi bên chú làm cái gì cái này rồi, chú làm cái nào nào thế chị em, thế không ạ? Trong cộng đoàn dòng tu cũng vậy, bên trên có làm sao được, bên trên kệ bên trên. Cái chị kia kệ chị, còn cái thầy kia kệ thầy, còn mấy chú mà này, chú thầy chú. Thưa chị em, đó là một cái lối sống hoàn toàn là cá nhân chủ nghĩa. Gọi là hiệp lễ là sao, gọi là hiệp lễ thì sự gọi là rước lễ, còn bây gọi là nghi thức hiệp lễ là như vậy. Không ai chối cãi rằng chúng ta múc được sức bồi dưỡng từ mình và máu Chúa Kitô và được hiệp thông với người trong thánh thể. Trong mỗi thánh lễ đã thưa amen sau khi nguyện thánh thể là toàn thể cộng đoàn đã được chính Đức Giêsu nuôi dưỡng rồi.
Từ đó thành quả đương nhiên của phụng vụ chính của Thánh Thể chính là sự hiệp thông, cho nên gọi là hiệp lệ. Chúa Giêsu không mời chúng ta đến bàn tiệc của Người chỉ để tấm tắc khen thức ăn trên bàn, buffet ngon, nhưng muốn chúng ta cùng tham dự bàn tiệc của Người, ăn mình và uống máu Người để có sự sống đích thực trong mỗi người và trong tất cả chúng ta. Mới đến bàn tiệc không phải để khen bàn tiệc ngon, cá nhân mình thưởng thức cái món này được quá, có, nhưng mà cùng với nhau sao? Mời bác, mời chị, mời anh, mời em. Bây giờ chúng ta nói đến ý nghĩa cử chỉ chào chúc bình an. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thì tùy theo phong tục địa phương và tùy theo quyết định của hội đồng giám mục của địa phương cho gọi là mình, hoặc là cúi đầu, hoặc bắt tay, hoặc là ôm hôn, vân vân. Cái điều quan trọng là mình hiểu được cái ý nghĩa của cái hành động đó, chứ không phải là thực hiện cái việc đó như thế nào. Bắt tay, hoặc là cúi đầu, hoặc chào, hoặc hôn, vân vân. Đã có một chuyển hướng trong giáo hội, nhất là sau Công đồng Vatican thứ II, khi xác quyết về ý nghĩa của việc hiệp lễ và của sự sống mà chúng ta lãnh nhận. Sự chuyển hướng này được thể hiện qua cử chỉ đơn giản chúc bình an được thêm vào trong nghi thức phụng vụ. Ủy ban phụng vụ đã đề xuất nhiều chỗ trong thánh lễ để thêm nghi thức này vào, và tất cả những đề xuất đó đều có cơ sở trong lịch sử. Việc hôn chúc bình an đã có thời được đặt ở phần đầu lễ. Đặt ở phần đầu lễ thì cử chỉ này có ý nghĩa như là cách chào chúc đón nhận những người đến cùng nhau cầu nguyện và thờ phượng. Nào, mọi người hãy chúc bình an cho nhau trước khi cử hành thánh lễ, quay sang chào chúc nhau. Bây giờ thì thay đổi. Thứ hai là cử chỉ hôn chúc bình an có thời đặt sau phần phụng vụ lời Chúa. Nhiều nghi thức phụng vụ xưa đã đặt nghi thức này ở đây với ý nghĩa như là một dấu ấn niêm trên việc công bố lời Chúa. Sau khi công bố lời Chúa, sau khi chúng ta nghe diễn giảng lời Chúa rồi, thì như là một lời cam kết chung, một sự dấn thân tập thể đối với sứ điệp tin mừng mà chúng ta vừa mới được lãnh nhận. Vào thời còn chế độ Tân Tòng thì cả người dự tòng và hối nhân đều được cho ra về ngay trước cái nghi thức này, không được tham dự hết thánh lễ. Điều đó muốn nói lên rằng họ chưa xứng đáng để nhận cái hôn Kitô hữu tinh rọc này. Đối với người Kitô hữu, hôn chúc bình an là một biểu hiệu lên tính liên đới sâu vững với sứ vụ của Đức Kitô. Ngoài việc khích lệ nhau sống sứ điệp tin mừng như bài giảng vừa vạch rõ, thì biểu hiện này, hôn chúc bình an sau khi nghe lời Chúa rồi, còn là một bảo đảm về tính chân thành của việc cử hành. Biểu hiện này gợi lại đoạn tin mừng nhắc nhớ chúng ta rằng khi dâng của lễ mà thấy có điều bất hòa với anh em mình thì hãy để của lễ mà làm hòa với anh em mình trước đã. Đây là đầu thánh lễ. Thứ hai là sau khi nghe lời Chúa, như một lời cam kết nha, chúng ta cùng cố gắng thực hiện nha. Vừa nghe lời Chúa như vậy nha, rồi chúng ta cương quyết nha, sống lời Chúa nha. Cái thứ ba là hồi xưa đặt việc mà hôn chúc bình an này sau thánh lễ. Như đã thấy vào đầu thế kỷ thứ tư, vào lúc mọi người chào hỏi nhau trước khi chia tay ra khỏi nhà thờ, cử chỉ này nói lên sự đồng tình với tất cả những gì vừa mới xảy ra, và như một lời khuyến khích nhau sống trọn nghĩa những gì mình vừa mới cử hành. Thôi nha, chào nha, cố gắng nha, sống như vậy nha, rồi tuần sau gặp lại nha, rồi nha, 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 vâng, cố gắng như vậy nha, quyết định như vậy nha, rồi đi vào. Bây giờ ủy ban phụng vụ đã chọn đặt cử chỉ này khi bắt đầu nghi thức hiệp lễ, ngay sau khi đọc kinh lạy cha. Như đã thấy trong khoảng từ thời của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, quyết định như thế thì ủy ban phụng vụ muốn nhấn mạnh đến lời cầu xin của chúng ta trong kinh lạy cha,
chúng ta xin được tha thứ như ta cũng tha cho người xúc phạm đến mình. Như vậy, cử chỉ hôn chúc bình an được coi như dọn mình trực tiếp để xứng đáng đón rước Chúa. Sắp rước Chúa rồi, trong lòng còn cái gì lấn cấn thì quay sang chào chúc bình an cho nhau đi, làm hòa với nhau đi, giao hòa với nhau đi. Vì mình vừa mới đọc kinh lạy cha, xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Vừa đọc xong kinh lạy cha mà thấy còn gì lấn cấn với người khác thì lúc này đây thôi, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau thôi nha, có gì bỏ qua nha, thôi nha, rồi 9 bỏ là 10 nha, vân vân và vân vân. Thì quyết định này của Ủy ban Phụng vụ nhấn mạnh trên ý hướng nguyên sơ, cũng có những giai đoạn thời giáo hội tiên khởi, những ai không hiệp lễ thì không chúc bình an. Thời giáo hội sơ khai, ai không hiệp lễ thì không chúc bình an, họ ra về. Còn những người ở lại hôn chúc bình an và lên lãnh nhận thánh thể. Điều đáng buồn là trước công đồng, rất ít khi chúng ta thấy được cử chỉ hôn chúc bình an, chỉ trừ trong những ngày lễ trọng thôi. Và cũng chỉ thấy những người trên cung thánh chúc bình an cho nhau mà thôi. Các cha, những người trên cung thánh giúp lễ các thứ chúc bình an cho nhau, nhưng không phải là cái hôn chúc chân thành của cá nhân, mà chỉ thấy một cung cách đúng mẫu mực, một cái gì hết sức hình thức, mang tính máy móc nghi lễ. Trên nó chúc, còn dưới cạnh. Hoặc là có khi chúng ta cũng làm, ngày hôm nay cũng làm, cũng rất máy móc như vậy. Có những người anh chị em chúc bình an cho nhau, đứng đây là cái tường, đây là người quay sang bên phải trái cúi đầu, quay sang bên phải cúi đầu, đục cái cốp vô tường, chán đục tường, cái cốp vắt mới giật mình, và mình chúc bình an cho cái tường. Và nhiều khi người dẫn ý hoặc là chủ tế hoặc thầy phó tế, anh chị em chúc bình an cho nhau, nói ào cái xong rồi thế lại chia ơn Thiên Chúa, chưa kịp chúc bình an cái cả đoàn bắt cái bài hát lại chia Thiên Chúa liền. Mấy lần tôi dâng lễ tôi bảo từ từ, nói thì phải làm, anh chị em mới chúc bình an cho nhau, người ta chưa kịp chúc bình an lại chia ơn Thiên Chúa đáng xóa tội tràn gian. Thưa anh chị em, mình máy móc quá, không có ý thức được cái tầm mức quan trọng của cái nghi lễ chúc bình an. Tôi thấy làm rất là nhanh, rất là máy móc. Đó là lúc mà mình coi lại lòng mình, coi còn có gì lấn cấn với anh em mình hay không. Có khi lấn cấn với chính ông cha xứ đang cử hành lễ kìa, có khi lấn cấn với ca đoàn trong đang ganh tị với nhau kia kìa, nó vừa mới giành micro nó hát của mình kia kìa, thấy không ạ? Hay là còn đang lấn cấn với bà hàng xóm trước khi đi tham dự thánh lễ. Hay là hai vợ chồng mới cắn đánh nhau, lên xe rồi còn cắn đánh nhau. Thì lúc này đây, thôi, con xin Chúa tha thứ cho con, và con mở lòng ra tha thứ cho người khác. Có người thắc mắc vậy, lúc con vẫn còn tức chồng con lên Đức Chúa được hay không? Thì dĩ nhiên mình phân biệt cái cảm xúc của mình, cái tức, nó là cái cảm xúc. Nhưng mà trong cái lý trí mình quyết định tha thứ, và đức tin nói rằng mình phải tha thứ, dù rằng mình vẫn còn đang tức, tức cành hông lên này, nhưng mà đức tin bảo là tha đi con. Mình tha mà lòng mình vẫn tức mà mình vẫn tha thì mới gọi là tha. Còn mình không tức thì có gì đâu mà tha. Anh chỉ tôi tứ cười thì nói chắc tôi tha cho anh. Có tức gì đâu mà tha mới không tha, có phải không? Anh phải xúc phạm đến tôi mà đây anh chửi tôi cứ hì hì xong rồi bảo tôi tha cho hì hì, đâu có gì đâu. Phải cảm thấy mình khó chịu lắm, mình bực lắm, nhưng mà lạy Chúa, Đức Giêsu xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Giêsu đau lắm chứ, đâu phải Đức Giêsu không đau đâu, treo trên thập giá mà. Đấy thì thưa anh chị, mình làm cái cử chỉ giúp bình an đó để xin Chúa cho mình thấy được rằng là lòng thương xót Chúa được biểu hiện qua sự tha thứ cho mình lớn như vậy. Vừa mới đọc kinh lạy cha thì bây giờ thôi, chấp nhất nhau làm cái gì, ganh tị nhau làm cái gì, hời rời sầm xì với nhau làm cái gì, tranh hơn tranh thua làm cái gì, thôi đáng gì so với mình Thánh Chúa mà Chúa tôi sắp lãnh nhận, thiệt thòi một tí có đáng là gì, bị sỉ nhục một tí có đáng là gì đâu. Mà sao mà đặt nặng vấn đề đó quá như thế?
Người ta nói tí ta lỡ lời thôi mà. Hoặc người ta đâu có cố ý như vậy đâu mà. Chấp nhất rồi bắt bẻ rồi thì là ghim trong lòng mình. Có những người có tội là ghim, không bao giờ quên được. Đức Chúa xong một lễ Chúa xu xong một Chúa cũng ngự vào cái đứa bên cạnh con như vậy. Thú hết tôi. Làm như con ngon lắm. Chứ đáng lẽ tao ngự vào nó không, còn mày là may lắm á con. Anh vé vớt ra con đừng có tưởng con xứng đáng hơn nó đâu. Không, có nhiều người cho rằng mình mới xứng đáng. Lít nhìn đứa bên cạnh sau cái thằng này nó xì ke mà sao nó cũng rước Chúa vậy. Cái con này móng gà móng đỏ đấy mà sao nó cũng rước Chúa vậy. Còn mình thì móng gì? Mình móng vuốt. Móng vuốt móng đỏ móng nào ghê hơn. Đó thì thưa anh chị em, đó là điều mà anh chị em mình suy nghĩ. Suy nghĩ thử coi. Là khi mà đi tôi chúc bình an cho người khác, lòng tôi có mở ra được với người khác hay không? Thấy không ạ? Mà nếu mình như vậy mà mình thấy cái lòng mình vẫn còn lấn cấn thì nói lạy Chúa Giêsu, khi con lên rước Chúa thì xin Chúa ban sức mạnh cho con. Thì mình rước Chúa vào để Chúa nuôi dưỡng và ban sức mạnh mà. Thì con chiến thắng được cái quỷ dữ ở trong con, nó đang là muốn gây, nó đang là muốn làm rối rắm lên. Xin Chúa giúp con. Con rước Chúa vào. Con biết là con không xứng đáng đâu. Nhưng mà nếu mà con không rước Chúa vào thì quỷ nó ở trong con, nó chiến thắng luôn. Còn con rước Chúa vào để Chúa chiến đấu với con. Đó, Chúa chiến đấu với con. Chứ còn mình nhiều khi nó sẽ cám dỗ mình, quỷ nó bảo không xứng đáng đâu, mày rước vua là mày tiêu đấy. Nên mình bảo tôi đang tức nó không rước nữa thì mình chẳng bao giờ mình tha thứ được. Đừng có bảo rằng bây giờ tôi hết giận rồi tôi mới rước Chúa. Không ơn Chúa là sao hết giận được. Thế không? Lạy Chúa con rất muốn, mà bây giờ sức của con không làm được, con rước lấy Chúa vào. Lúc mà mình rước Chúa vào mình mới cảm nhận được có một sức mạnh kỳ diệu. Sức mạnh kỳ diệu là ơn Chúa ban cho mình lớn quá, tuyệt vời quá. Mình không xứng đáng. Mình tội lỗi như thế này mà Chúa còn tha thứ cho mình, Chúa ở trong mình. Vậy thì người anh em xúc phạm đến mình có là gì đâu. Chỉ là cái rằm nó đâm vào tay mình. Còn đây mình cứa cổ mình đâm vào trái tim của Chúa mà Chúa còn tha. Mà đây thằng kia lấy cái kim nó khều nhẹ cái lỗ chân lông mà cũng tức cành hông là thế nào. Khều lỗ chân lông mà tức cành hông, ghê dữ vậy. Thế em thấy không? Thế mình hay quan trọng hóa quá. Hoặc là mình cho cái tôi của mình lớn quá. Cái tôi mình càng lớn bao nhiêu thì mình càng thấy mình bị chạm tự ái luôn bấy nhiêu. Còn có mình nói là gì, nó nói vậy chứ nó gấp 10 lần cũng còn chưa ăn thua gì. Thì mình còn gấp 100 lần cơ mà. Thấy không? Có ai nói xấu tôi bảo ui ăn thua gì, chứ không tức à. Trời, nó nói đúng quá tức gì. Sao nó nói đúng? Thì nó mới đúng có được có 10% thôi. Còn 90% nữa nó chưa nói hết đấy. Nó bảo nó hết còn ghê hơn nhiều chứ. Mình tức cái gì. Cảm ơn nhá nha. Cảm ơn còn bớt cho được 90% nha. Mới nói có 10% thôi. Và người này người kia lên mạng nói xấu cha rồi thế này thế kia. Ồ, họ nói thật đi chứ xấu cái gì. Họ nói tốt đấy chứ. Họ nói để cho tôi tốt hơn. Gọi là nói tốt, đâu phải nói xấu. Nhưng mà nói vậy là làm tôi xấu đi thì đó là tại tôi. Họ nói để cho tôi tốt hơn, mà tại vì tôi không có chịu khiêm tốn tôi nhận, cho nên là tôi mới xấu đi, mới gọi là nói xấu. Anh chị em nghĩ suy nghĩ vậy đi rồi lên rước Chúa. Chứ còn ma quỷ nó sẽ nói với mình là thôi mày không xứng đáng đâu. Mà trong khi đó mình miệng mình thì lại bảo lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con mà. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh mà. Mình có bảo mình xứng đáng đâu. Có ai mà xứng đáng rước Chúa đâu. Ngay cả linh mục kia mà vừa mới đọc lời truyền phép xong kia kìa, mà còn nói con không xứng đáng mà. Thấy chưa? Cho nên Thánh Emma Tông đồ Thánh Thể bảo là không phải là ta xứng đáng rồi ta lên rước Chúa, ta sạch tội rồi ta lên rước Chúa, ta đạo đức rồi ta lên rước Chúa, ta thánh thiện rồi ta lên rước Chúa. Nhưng mà ta rước Chúa để Chúa làm cho ta nên thánh, Chúa làm cho ta được thánh, thánh thiện, Chúa làm cho ta được đạo đức, Chúa làm cho ta sống tốt hơn. Và khi mình rước Chúa như vậy thì mình đi đến cái điểm thứ ba là hiệp lễ là một hành động dấn thân liên đới.
Hiệp lễ còn có ý nghĩa gì khi chúng ta sống xa cách, lạnh lùng và ghét bỏ người khác? Hiệp lễ không còn ý nghĩa nữa. Hiệp lễ là một hành động dấn thân liên đới chặt chẽ với toàn thể cộng đoàn. Thế nhưng chỉ có vài lời nguyện hiệp lễ chúng ta thấy trong các sách lễ hoặc các sách kinh củng cố cho sự thật này. Ngay chính ngôn ngữ cũng phản bội lại chúng ta khi chúng ta thường dùng chữ chịu lễ. Chịu lễ, ngày xưa là chịu lễ, thụ động quá, nặng nề quá. Hoặc lên rước lễ mà ít dùng chữ hiệp lễ. Chịu lễ thì nó thụ động nặng nề, rước lễ thì là chỉ có mình với Chúa rước. Còn đây mình hiệp lễ là mình và anh em mình cùng được hiệp thông với nhau và với Chúa. Cho nên nếu như vậy ta làm như thế, việc rước Chúa chỉ là một việc đạo đức cá nhân, chứ không phải là một quà tặng Thiên Chúa ban cho tất cả dân Chúa đang quy tụ lại với nhau hoàn toàn như là thành viên của một gia đình. Quà tặng Thiên Chúa ban chung, chứ không phải là chỉ có của tôi mà thôi. Như thử là chỉ có tôi được mà thôi. Thằng kia được, mày ngon à mày? Chúa bảo, nó ngon hơn mày. Hiệp lễ là việc cùng nhau thông chia cái hồng ân đó. Và chính hồng ân đó một cách nhiệm màu kết liên tất cả chúng ta lại với nhau. Hai chi tiết liên quan đến nghi thức hiệp lễ có thể đã làm tư nhân hóa việc hiệp lễ. Chi tiết đầu tiên là nghi thức bẻ bánh ra để phân phối cho cộng đoàn đã biến mất. Tại vì đông quá, ngày xưa là tấm bánh được bẻ ra rồi chia, thì nó nói lên tính hiệp thông với nhau. Các lời kinh trong khi bẻ bánh nói lên tính cách hùng hồn, tính hiệp nhất của cộng đoàn. Các lời kinh này thúc bách chúng ta phải trở nên một. Cũng như chiếc bánh được ép thành bởi nhiều hạt lúa, hoặc rượu được ép bởi nhiều trái nho, nếu bánh và rượu đã trở thành thân mình của Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ trở nên thân mình đích thực của Chúa Kitô khi mình chia sẻ được với anh chị em của mình. Thường mình chỉ dừng lại là bánh và rượu trở nên thịt máu Chúa, mà mình ít dám đi mạnh đến chuyện là khi tôi rước mình máu Thánh Chúa thì tôi được nên một với Chúa và tôi được nên một với người khác. Tại sao không? Tại sao bánh và rượu có thể trở nên thịt máu Chúa mà tôi rước Chúa vào tôi lại không nên một được với anh em tôi là sao? Hết phép rồi à? Hết thuốc rồi à? Mà việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể đâu phải chỉ có là cho bánh và rượu trở nên thịt máu Chúa, mà để cho việc tôi rước Chúa được, tôi được nên một với Chúa và nên một với anh em của tôi. Về sau lòng đạo đức lại thêm hai lời nguyện dành cho linh mục chủ tế. Và bây giờ vẫn còn trong nghi thức, chủ tế được lựa chọn đọc một trong hai. Vì có nhiều chủ tế đọc lớn tiếng lời nguyện này nên nhiều người công giáo đã rất quen thuộc với các lời nguyện thầm đó. Lời nguyện thứ nhất là lời nguyện thầm của linh mục chủ tế cho Khi Chúa là xin giải thoát khỏi tội lỗi và được trung thành với giáo huấn của Đức Kitô. Lời nguyện thứ hai xin cho việc rước Chúa đừng trở nên án phạt nhưng nên lương thực dưỡng nuôi linh hồn và thể xác. Xét riêng từng lời nguyện, ta thấy cả hai đều mang tính rất cá nhân. Ích lợi hơn nếu chúng ta được nghe lời cầu nguyện về việc trở nên một với tất cả những chi thể khác của thân mình Đức Kitô. Việc kết hợp cá nhân với Đức Giêsu là điều quan yếu đối với cuộc sống người Kitô hữu có chiều sâu. Nhưng một sự kết hợp như vậy rất thiếu sót nếu không liên kết được với toàn thể Đức Kitô phục sinh. Đúng là mình liên kết nên một với Chúa, rất đúng, rất cần và phải làm chuyện đó. Không thì mình như là cành nho, nó lìa khỏi cây nho sẽ héo khô. Nhưng đừng quên là cành nho dính với cây nho thì cũng các cành khác cũng dính với, cùng truyền cái nhựa sống cho nhau, chứ không phải chỉ cho một cái cành của mình mà thôi. Mà nếu một cái cây nho chỉ có một cái cành của mình thì cây nho còn nghĩa gì nữa hay không? Thế không ạ? Cho nên hiệp thông với Đức Giêsu là sự hiệp thông với thân mình và với toàn thể các chi thể của người.
Chúng ta không thể tự giới hạn số anh chị em mà chính Đức Giêsu đã tuyển chọn. Đức Giêsu tuyển chọn 100 thành viên lên Đức Chúa. Khi tôi Đức Chúa và tôi chỉ chơi với 10 thằng thôi. Tôi lọc lại, ngon hơn Chúa. Ông giám đốc, ông ấy tuyển mình là nhân viên trong cái tập đoàn 1000 người. Mình cũng là một nhân viên được ông tuyển chọn. Mà mình lại bảo, không, giám đốc tuyển chọn 1000 sai, tôi 10 thôi. Mày là giám đốc hay tao là giám đốc? Nói. Chúng ta không thể tự ý giới hạn số anh chị em mà chính Chúa Giêsu đã tuyển chọn. Sự hiệp thông của chúng ta không chỉ đơn thuần là hiệp thông với Chúa Phục Sinh, nhưng còn với toàn thân mình của Chúa. Đây mới là trở nên một, là sự hiệp nhất mà Đức Giêsu đã cầu nguyện đêm trước khi chịu nạn. Xin cho họ nên một với nhau như cha và con nên một. Bài mình vẫn hát đấy. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Chúng ta hiểu sai ý nghĩa của việc hiệp lễ nếu tiến lên bàn thánh với đôi tay rộng mở chỉ để nhận lấy. Đức Giêsu trao ban chính bản thân người cho chúng ta để ta có một cái gì đó xứng đáng chia sẻ lại với nhau. Tiết nhịp nuôi dưỡng không nhấn mạnh nhiều trên việc chúng ta được bồi dưỡng, nhưng trên việc chúng ta được tăng sức để nuôi dưỡng nhau, để trở nên một cộng đoàn nuôi dưỡng nhau. Hiệp lễ phải đưa đến việc nuôi dưỡng nhau thực sự trong yêu thương, công lý, an bình và thương xót. Phụng vụ thánh thể chỉ có ý nghĩa khi làm cho giáo hội cảm nhận sâu hơn yếu tố hiệp thông và ý nghĩa thực sự của thân mình Đức Kitô. Cho nên tôi xin phép được nhắc lại, tiết nhịp nuôi dưỡng không nhấn mạnh nhiều trên việc chúng ta được bồi dưỡng, nhưng trên việc chúng ta được tăng sức để dưỡng nuôi nhau, để trở nên một cộng đoàn nuôi dưỡng nhau. Hiệp lễ phải đưa đến việc nuôi dưỡng nhau thực sự trong yêu thương, công lý, an bình và lòng thương xót. Phụng vụ thánh thể chỉ có ý nghĩa khi làm cho giáo hội cảm nhận sâu hơn yếu tố hiệp thông và ý nghĩa thực sự của thân mình Đức Kitô. Cho nên một lần nữa đáp lại tiếng Amen khi thừa tác viên trao mình Thánh Chúa cho chúng ta, không chỉ đơn giản là một hành động tin thật Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu, nhưng còn là một thái độ dấn thân liên đới với tất cả những gì Đức Giêsu là và đại diện cho. Lời thứ Amen này đòi hỏi ta trở thành một thành phần trung tín hơn của thân mình người khi chúng ta làm cho tình yêu và lòng thương cảm của người nhập thể trong thế giới hôm nay. Tất cả những hành động này chúng ta không làm với những bạn bè lành thánh, nhưng với những bằng hữu tội lỗi của chúng ta. Tất cả những sự dấn thân này ta không làm với những bằng hữu lành thánh. Ai cũng là thánh cả, không có, kiếm đâu ra. Nhưng mà mình làm với những bằng hữu tội lỗi của mình, vì mình cũng là tội nhân như anh em mình. Chưa? Thú vị không? Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đi đến bản chất đích thực của giáo hội. Trong nhiều năm trường, giáo hội đã đấu tranh với hai quan niệm khác nhau để xác định bản chất thực của giáo hội là gì. Luôn có cám dỗ cho rằng chúng ta thuộc về một giáo hội của những người hoàn hảo, và những ai là người lỗi thì bị khai trừ để họ nhận ra cái mặt xấu xa trong cách sống của họ. Từ đó chúng ta áp dụng vạ tuyệt thông, và thậm chí sẵn sàng có những biện pháp chế tài để ép buộc người ta phải theo. Đến nay chúng ta vẫn nhấn mạnh rằng những người ở trong tình trạng tội không được lên bàn thánh để rước Chúa là vậy. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rõ ràng các sách Tin Mừng đều nhấn mạnh tới việc Thiên Chúa giang tay đón nhận người tội lỗi, lòng thương xót của Chúa.
có người đi tìm những gì đã hư mất để cứu vớt, cứu chữa. Chúng ta đọc dụ ngôn về mẻ lưới được quăng xuống biển bắt tất cả mọi loại cá. Có loại nào, trừ loại nào đâu. Hoặc dụ ngôn về cỏ lùng mọc trong ruộng lúa mà chủ ruộng chỉ sàng lọc khi nào tới mùa gặt thôi. Còn mình thì sàng mỗi ngày. Bất cứ lúc nào thích là sàng. Thưa anh chị em, coi chừng sàng được. Cuối cùng thấy người mà rớt xuống đầu tiên là ai? Là chính mình. Thưa anh chị em, giáo hội là và sẽ vẫn là một cái giỏ đụng đựng đủ thứ loại. Tất cả chúng ta đều là những người bất toàn, là người tội lỗi. Nhưng đó là một hồng phúc, vì nhờ đó mà ta càng cảm nhận được tình yêu tha thứ vô điều kiện, vô bờ bến và lòng thương xót không giới hạn của Thiên Chúa. Có một cái gì ngạo mạn khi cho rằng chúng ta thuộc về giáo hội của những người hoàn hảo. Chính quan niệm này làm nhiều người hãnh diện xếp hàng lên trước Chúa và khinh khi nhìn những người vẫn còn ngồi lại trong các hàng ghế không được rước lễ. Tự cho rằng mình tốt lành hơn những người anh chị em tội lỗi bị bỏ lại đằng sau. Có một điều gì đó sai trái khi chúng ta xét đoán bất cứ một ai như thế. Không ai trong chúng ta sẽ bị phán xét trên cùng một mức độ như người anh em chúng ta. Làm sao người ta có thể dùng tiêu chuẩn đạo đức chủ quan nào đó để tự cho rằng mình là một trong những người công chính và đặt người khác trong hàng ngũ những người bất chính? Lấy đâu mà ra? Chúng ta đã có đủ thời gian để thẩm định giá trị và trung tín với những hồng ân và tài năng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Vì thế, tiêu chuẩn cuối cùng phán xét chúng ta là những hồng ân và tài năng của chính chúng ta chứ không phải của người khác. Chú hỏi 5 nén vàng con để làm gì? Hỏi kia 2 nén vàng để làm gì? Chứ đâu có hỏi này thằng 5 nén mày coi thằng 2 nén nó xài như thế nào rồi. Đâu hỏi thằng 2 nén mày coi rồi, thằng 10 nén nó xài sao rồi. Mình không lo. Mình trả lời trước mặt Chúa mà cứ đi lo trả lời dùng người khác trước mặt Chúa. Chúa ơi thằng đó nó ghê lắm. Trời mẹ này, ôi. Tao có hỏi mày về nó không? Rồi con đi kìa, cái nén vàng ta trao cho con. Ô Chúa khỏi lo. Ui gì chứ con thì khỏi, Chúa khỏi lo. Lo mấy người kia đi. Kinh không? Kinh không? Được rồi, nếu vậy thì để ta lo cho mấy người kia. Lo xong rồi bên kia vô. Mình cứ đứng chờ hoài. Sao con Chúa? Thì con nói ta lo cho người kia rồi thôi. Thì ta lo cho nó xong rồi. Còn con, ta không có biết. Con đâu cần ta lo. Con lo cho con mà. Con lo cho người khác, lo xét đoán người khác mà. Xét đoán thế nào thì sẽ bị xét đoán như vậy. Thôi con, không có see you again. Biết. Vào nơi khóc lóc nghiến răng. Lửa không bao giờ tắt. Cho nên chúng ta sẽ bị phán xét theo cách mà chúng ta đáp ứng như thế nào với những gì đã nhận được từ Thiên Chúa. Chứ không phải là theo những gì mà ta thấy Chúa ban cho những người khác. Chuyện của họ là họ với Chúa. Sự hiểu biết của chúng ta về tội không tương xứng chút nào. Một bản xét mình với những câu hỏi tỉ mỉ trên các giấy răn chiếm số lượng nhiều đủ để làm thỏa mãn những lương tâm bối rối nhất, nhưng lại không có một câu hỏi nào đề cập đến vấn đề bất công xã hội. Không một cái gì mang lại tính cách thực tế đề cập đến những việc mà mình đã bỏ qua không làm. Những thiếu sót của người tín hữu trong việc ứng dụng đức tin vào cuộc sống mà Đức Kitô muốn chúng ta làm. Mà mình vẫn đấm ngực, con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Mình chỉ xét mình tư tưởng lên nói việc làm. Còn những điều thiếu sót, người ta đang bị bó lụt kìa. Có bớt ăn bớt mặc đi chữ cứu trợ không? Người xóm nằm cô đơn một mình kìa, có đi thăm không? Cho nên chúng ta không thấy có gì bất thường với náo trạng cho phép ta loại trừ những ai đã ly dị và tái giá không được lên đức lễ, trong khi đó lại mời lên bàn thờ những ông vua kỹ nghệ, có thể là những người
mánh mung mờ ám, gây biết bao thiệt hại cho người khác. Hoặc là những người tay to mặt lớn, những tay đại gia với những tội ác mà chưa được phanh phui ra. Tại sao chúng ta có sự lựa chọn như vậy về những gì chúng ta cho là tội? Mời những ông đại gia, những bà mệnh phụ lên đọc sách thánh ly dâng của lễ, rồi họ lên rước Chúa. Mà có biết đâu là cái dầu đó, họ đem cái số tiền họ đóng góp đó, lại là dầu trên mồ hôi nước mắt bóc lột xương máu của biết bao nhiêu người nghèo thì sao? Mình đâu có thấy. Nhưng mà cứ thấy một người mà họ rối hôn phối mà họ lên rước Chúa là mình ầm ĩ lên. Đâu có ai muốn rối hôn phối đâu. Sống với nhau ai muốn ăn đời ở kiếp với nhau, chứ có ai muốn mà đứt gánh giữa đường đâu. Nhưng mà vì có nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan, và người ta không cầm chủ được mình, phải bước đi bước nữa chẳng hạn, hay là lỡ phạm tội, phải làm sao để đón nhận họ trong lòng thương xót, để cho họ cố gắng. Họ rối thì họ sẽ phải tự tay họ gỡ cái rối đó. Đó là cái rối là tự họ, thì họ tự họ gỡ. Mà mình coi những người đó là tội ghê gớm lắm. Trong khi đó, những cái người mà quần áo sang chảnh, xa hơi, nhà lầu, họ dâng cúng đại ân nhân, thì mình coi rằng người đấy đáng kính trọng. Mà không biết đâu là cái tiền đó là tiền mafia, tiền đó là mồ hôi nước mắt, tiền đó là tiền buôn thuốc phiện hay buôn lậu, hay tiền bóc lột của bao nhiêu xương máu những người giáo dân ngay trong giáo xứ mình đấy chứ không chừng. Thế không ạ? Nếu chúng ta thực sự là những người được Chúa dưỡng nuôi, thì một trong những điều cần thiết là phải nhìn nhận sự bất xứng của mình và cần được bánh thánh thể nuôi dưỡng. Thực ra cộng đoàn Kitô hữu không phải là nơi bất thường mới có những người đói khát thiếu thốn. Trái lại, đói khát cần được nuôi ăn là nét đặc thù của chúng ta. Chúng ta là dân tội lỗi và là khách lữ hành. Còn có hai điều kiện khác nữa mà chúng ta cần phải hội đủ nếu chúng ta muốn thực sự trở thành một giáo hội dưỡng nuôi. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải biết được ý nghĩa của việc dưỡng nuôi nhau. Ý nghĩa của việc dưỡng nuôi nhau. Điều kiện này tương đối dễ. Qua nhiều thế kỷ, giáo hội từng bước biết nhiều qua việc, qua những công tác bác ái từ thiện. Nuôi dưỡng kẻ đói nghèo là nét đặc trưng của giáo hội từ thuở ban đầu. Ngay trong những câu nói vắn gọn của sách Tông đồ Công vụ, chương 2, chương 4, ta đã thấy nhấn mạnh trên sự kiện trong cộng đoàn không ai là người nghèo vì người ta bán đi những gì họ có để chăm lo cho người nghèo. Rồi hơn nữa, tất cả chúng ta cần phải chú ý đến nhu cầu và nỗi khổ của người khác, phải đến với những người hình như là không có ai chăm sóc lo lắng cho họ. Biết bao nhiêu người bị lãng quên trong thế giới này. Những người mặc dù chúng ta đi ngang qua họ mỗi ngày mà không nhận ra họ. Trong lúc rước Chúa, chúng ta xin cho mình có cái tầm mắt mở rộng để thấy được những gì thế giới này đang thiếu, những gì những người chung quanh mình đang cần. Đó là điều kiện thứ nhất là dưỡng nuôi nhau. Điều kiện thứ hai khó hơn điều kiện thứ nhất. Để có thể chăm sóc tốt cho người khác, chúng ta phải biết họ cần được nuôi dưỡng những gì. Người ta đang khát nước mà ông xách ngay một lít rượu đế đến, ông đưa cho họ. Bảo thì tôi cũng đang thèm rượu, nên tôi thấy người ta khát tôi cũng đưa rượu đến. Chúng ta sẵn sàng đưa tay cứu giúp người khác hơn là nhìn nhận mình đang cần được cứu giúp. Đúng không? Vì mình đưa tay ra giúp người khác là mình giống như mình ở trên, trịch thượng. Còn mà nhận là coi như là mình là kẻ dưới. Nhìn nhận mình cần được cứu giúp, tức là nó lên sự tùy thuộc, sự bất lực của mình. Điều mà chúng ta không bao giờ muốn. Không bao giờ muốn nhìn nhận sự bất lực, sự yếu đuối và sự thiếu thốn của mình. Thấy mình rất hạnh phúc nếu Đức Giêsu đã nuôi dưỡng chúng ta từ cây thập giá. Nhưng nếu người muốn nuôi chúng ta qua người khác, thì ta thường coi đó là một sự làm giảm giá trị của mình. Mình nhận trực tiếp từ Chúa thì sẵn sàng. Nhưng mà Chúa bảo, ta bận quá, ta nhờ dịp lễ nó giúp cho con,
trời ơi, con là linh mục mà Chúa nói thì Chúa bảo người giúp đỡ, nó giúp con thì còn thể ra cái thể thống gì. Mà ta bận quá, ta nhờ nó. Không, con không nhận, con nhận từ Chúa cơ. Thiêng. Tất cả chúng ta là những người chữa lành cho người khác, trong khi mình vẫn còn đang mang thương tích. Khi ý thức sự yếu đuối của chính mình, chúng ta có thể dễ dàng thông cảm và nâng đỡ sự yếu đuối của người khác hơn. Vậy thì tốt chứ, tại sao lại ngại? Cả hai điều kiện này đều rất cần thiết nếu chúng ta thực sự là những người được Thánh Thể nuôi dưỡng. Tin mừng theo Thánh Gioan không có trình thuật nào về việc rước lễ hoặc thiết lập bí tích Thánh Thể. Điều này hầu chắc là vì vào cuối thế kỷ thứ nhất, Thánh Gioan đã ý thức các vấn đề thực tế liên quan đến việc cử hành Thánh Thể. Dù chúng ta đã cử hành nhiều buổi phụng vụ, đã bao nhiêu lần rước Chúa, nhưng tình yêu tích cực trao ban chính mình của Thiên Chúa vẫn chưa trở thành một thực tại trong cuộc sống của chúng ta. Thánh Gioan cho rằng điều cần thiết là phải nhấn mạnh trên việc rửa chân vào bữa ăn cuối cùng với một lệnh truyền gãy gọn: Thầy làm gương cho các con, đó là điều mà các con phải làm cho nhau. Gioan thì nhấn mạnh trên khía cạnh đó. Phương nhất lãm thì nói đến chuyện lập bí tích Thánh Thể, Gioan không nói, nhưng mà nói về vấn đề chuyện rửa chân trong cái ngày thứ năm tuần thánh đó. Chúng ta chưa bao giờ thử đem nghi thức rửa chân này vào phụng vụ Thánh Thể trừ thứ năm tuần thánh. Nhưng hành động của Chúa Giêsu vượt xa mọi cái nghi thức. Điều truyền dạy là noi gương người sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta sẵn lòng thực hiện ngay cả những công việc phục vụ hèn hạ nhất cho nhau. Đi đổ bô, đi hót rác, đi làm vệ sinh. Hành động của người dạy chúng ta rằng càng được tràn đầy và biến đổi bởi tình yêu trao ban của Chúa Giêsu bao nhiêu, thì chúng ta càng phải sống tình yêu trao ban đó như vậy đối với nhau. Khi mình đón nhận tình yêu trao ban của Chúa nhiều bao nhiêu thì cũng phải trao ban cái tình yêu ấy cho anh em mình bấy nhiêu. Ân sủng, một quan niệm quá chung chung. Đúng hơn phải thấy được rằng hiệp lễ làm cho chúng ta trở nên một với chính Đức Kitô trong cuộc sống hiệp nhất yêu thương thực sự như chính cuộc sống của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hiệp lễ còn đập vỡ mọi rào cản phân cách chúng ta với nhau. Tất cả chúng ta đều thông chia cùng một sự sống, như một bài hát nào đó nhắc nhở chúng ta. Đức Giêsu sẽ sống trong ta nếu ta muốn sống trong người, trong toàn thân Đức Kitô với đầu và tất cả chi thể. Ta chỉ muốn sống với cái đầu thôi, còn cái tay cái chân bỏ đi. Phải không? Đức Kitô sẽ sống trong ta nếu ta muốn sống trong người, trong toàn thân Đức Kitô với đầu và tất cả các chi thể. Không được loạn. Người chính là chủ của điệu vũ đó. Cái điệu vũ là như thế. Điệu vũ với Chúa là như vậy. Chúa là chủ điệu vũ. Và tôi, Chúa cầm tay tôi, Chúa dìu dắt tôi đi từng bước một. Và tôi nắm tay người khác cũng dìu bước đi. Tất cả chúng tôi cùng đi chung một điệu vũ. Và Chúa là đầu, là chủ của cái bản luân vũ đấy. Thánh Phaolô nói tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đều được tràn đầy cùng một thần khí duy nhất. Thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không chỉ có một. 1 Cô-rinh-tô chương 12 câu 13. Ước gì việc hiệp lễ làm chúng ta được dồi dào thần khí của Đức Kitô và tràn ngập sức sống của ba ngôi Thiên Chúa. Rồi khi có thể nhận ra rằng bánh và rượu chúng ta dâng lên đã được thay đổi và biến thể, chúng ta sẽ có thể nhìn anh chị em chung quanh với đôi mắt khác và thấy được qua bức màn che khuôn mặt của chính Đức Kitô ở trong họ. Amen. Chúng ta hẹn gặp lại ngày mai với chương 10 với đôi tay rộng mở dẫn thân. Xin chào anh chị em. Chúa, con xin cúi đầu thông hối ăn năn.
bóc hẹn đã xa đi lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa, con xin cúi đầu thông mối ân đăng. Đời con bóc hẹn đã xa xin Chúa thứ tha. Con bọc đèn đã xa.